Hồ Chí Minh 125 km, Vũng Tàu nổi lên như hòn đảo màu xanh giữa biển khơi. Nơi đây có rất nhiều điều đang chờ đợi tôi khám phá. Và ngay bây giờ, tôi sẽ đến một nơi được cho là một Đà Lạt lãng mạn ngay giữa lòng thành phố. Đến với thành phố Vũng Tàu thì có một địa điểm mà bạn không thể nào bỏ qua, đó chính là Hồ Mây. Hồ Mây nằm ở trên đỉnh núi lớn và chỉ sau vài phút đi cáp treo, tôi đã có mặt ở trên đỉnh núi này rồi. Khung cảnh rất tuyệt vời như các bạn thấy.